Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này là ngày canh dần tháng canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc Đào. các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Tam Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mạo Khoang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thi lao giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày canh dần tức can khắc chi nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi giáp thân mậu thân ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hải tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần, về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết hợp đồng cầu tài lộc sao phúc sinh tốt mọi việc sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao thiên thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi và ngày hôm nay là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trong sự đều kỵ không nên tiến hành các công việc trọng đại bất kể đối với tuổi nào trong ngày hôm nay. Và đặc biệt, đó, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 5 tháng 11 năm Tân Sửu này, ngày này cũng là ngày Nguyệt Kỳ, mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc Tài Thần, hướng Tây Nam. Sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để đón vận trình cát lành của mình trong ngày nhé. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu trải qua một ngày vận trình tương đối là hanh thông, thuận lợi khi mà tiền bạc là vấn đề chiếm trọn mối quan tâm của bạn trong ngày hôm nay bởi bạn đang gặp được ngày có chính tài chia chở sẽ giúp mở mang sự hiểu biết về những vấn đề liên quan và hôm nay với bạn tuổi tí cũng khá nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập cho mình nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội bạn tuổi tí nhé. Và ngày này với bà Thủ Tý cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn thêm phần được hanh thông. Các cặp đôi có thể chọn ngày này để hẹn hò. Đối với những bạn đang quản độc thân, dễ dàng thu hút được sự chú ý từ người mà bạn yêu mến nữa. Và ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ, lại không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sự chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và ngày này với bạn tuổi tí, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hị thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim thử lắng nghe và tiếp thu quan điểm của người khác tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thường suy tham nóng tình cảm vợ chồng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa thể hiện được quyền uy của mình người khác có thể nể trọng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ thích hợp mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 67 số 83 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tỵ tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho những điều xảy ra trong quá khứ đang trở thành chướng ngại vật ngăn cản những bước tín của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay sự đa nghi từ những vết thương lòng trong quá khứ đã gây phiền nhiễu đòi hội bạn tuổi Sửu phải tự tìm cách để tháo gỡ và xem tử vi ngày này với bạn tuổi Sửu bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày đầy ngoặt ngào cho đời sống tình cảm của mình kể cả những bạn đang còn độc thân lận lứa đôi và dường như với bạn tuổi Sửu sẽ gặp được nhân vật đặc biệt nào đó trong ngày hôm nay và người đó khiến cho bạn không thể rời mắt từ đó có những phút giây thật ý nghĩa và giá trị bên nhau nữa bạn tuổi Sửu đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé Tuy nhiên đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này khiến cho điều gì đó làm cho bạn đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Hôm nay với bạn tuổi Sửu hoàn toàn xứng đáng được nghỉ ngơi. Bạn đừng quên rằng lâu lâu bạn có quyền chẳng cần phải làm gì ngoài việc dành thời gian cho bản thân mình bạn tuổi Sửu nhé. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, nhờ có được thiên tài che chở mà bạn tuổi Sửu đang khá may mắn trong các vấn đề liên quan tới tài chính, có thể sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ từ ba mẹ hoặc là một thành viên trong gia đình và cũng có thể với bạn sẽ có được vận may trúng số, trúng thưởng trong ngày hôm nay khi tham gia các trò chơi may rủi nữa nhé về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim được nhiều người khác giới quan tâm để ý từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên khang khang với ý kiến của mình từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa dễ vướng vào mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần chú trọng trong việc chi tiêu chớ có tiêu xài phung phí từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc có được vận may về tiền bạc và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 59, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là trong khi với bà tuổi dần đang loay hoay muốn tìm kiếm sự thay đổi cho bản thân mình ngày hôm nay thì dường như những người xung quanh bạn lại không thích tha việc này cho lắm cho nên bạn sẽ đi sai đường lạc hướng. Với bà tuổi dần nên bình tĩnh trở lại và tự tìm giải pháp cho mình đừng có để phụ thuộc vào bất cứ hoàn cảnh nào nhé không hẳn là từ bỏ nhưng dường như với bà tuổi dần trong ngày hôm nay đang bị ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có dấu hiệu bị xuống sức chán nản thậm chí là muốn đi tìm kiếm một cơ hội khác và với bà tuổi dần đã đến lúc bạn cần phải nhìn nhận lại và xác định xem điều đó có thích hợp với cuộc sống của mình hay là không hay bạn cần đến một phương hướng khác đừng có quên rằng nhận lại là đức tính quan trọng trong mọi hành trình của mình bạn tuổi dần nhé. Xem tử vi cho thấy ngày thứ tư này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khí vượng. Cái điều này khiến cho những rắc rối liên quan tới sức khỏe, khiến cho bạn phải trì hoãn một số việc mà bản thân bạn đã từng lên kế hoạch. Có thể lúc này với bạn tuổi dần cần để cho mọi việc sang một bên để dành thời gian chăm lo cho sức khỏe của mình từng bữa ăn cho tới việc tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày cũng như là ngủ nghỉ cho đúng giờ giấc nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không nên đẩy hết trách nhiệm cho bất cứ ai ngoài bản thân mình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ sẵn sàng gây gõ nội nóng với mọi người tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đừng để cho sự thiếu hiểu biết của mình gây hại bản thân tránh nói dối từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên tập trung xử lý hết các khoản nợ của mình vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 10 số 42 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi mùi từ tuổi Mão thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là sau chuỗi ngày hối hả bận rộn thì ngày hôm nay với bạn tuổi Mão sẽ có được cơ hội tận hưởng những phút thư giãn bên gia đình bên những người thân yêu của mình nhờ sự hỗ trợ của tam hội phù trợ đó cũng là cơ hội để cho bạn tuổi Mão gắn kết gần gũi hơn với những người mà bạn trân trọng, thế nên bạn đừng có hời hợt hay là vì mệt mỏi mà thiếu đi sự quan tâm đến họ bạn tuổi mão nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh như đang chấp thêm đôi cánh giúp cho bạn có được cơ hội thăng hoa trong công việc của mình ngày hôm nay. Có một số người nhận được kết quả làm việc, học tập, xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực vừa qua và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có màu khí vượng cái điều này có thể gây ra một số vấn đề liên quan tới sức khỏe của bạn khi mà với bạn đang có dấu hiệu làm việc quá chăm chỉ tới mức ăn uống thất thường hay thức khuya tới mức kiệt sức cho nên với bạn tuổi mão nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình một cách khôn ngoan hơn nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên sắp xếp lại để thực hiện công việc đúng theo kế hoạch tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa quan hệ xã giao được thuận lợi được nhiều người yêu mến tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ nên nghỉ ngơi chớ nên làm việc quá sức tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, bạn chớ nên tự trách mình, hãy tìm cách cải thiện bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 69, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đặt câu hỏi rằng liệu có phải sự bận rộn thái quá đang khiến cho bạn dần xa cách với những người thân yêu trong gia đình của mình hay không? Tam hội xuất hiện nhắc nhở bạn tuổi thìn hãy dành thời gian có thể để hướng tới những người thân yêu để họ biết rằng trong tâm trí của bạn luôn có họa nữa nhé. Và ngày thứ tư này với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này rất có thể sẽ khiến cho bạn rơi vào hoàn cảnh tín thoái lượng nan và dường như bạn đang kiệt quệ sức lực và không còn nhuệ khí hay là quyết tâm để chiến đấu lẫn nỗ lực cho một công việc nào đó. Có lẽ với bà tuổi thìn nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn một chút sau chuỗi ngày dồn tâm sức cho công việc vừa qua và ngày này bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc cái điều này có thể mang tới những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc do đó bạn mệnh tuổi thìn nên cố gắng tránh sử dụng tiền tiết kiệm của mình nếu cần giải pháp khôn ngoan hơn về tiền thì bạn nên hội han thêm từ những người có nhiều kinh nghiệm đi trước cái đã nhá về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác có lợi cho mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ lưu ý tiết kiệm nhiều hơn để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chú tâm hơn trong công việc chớ nên lơ là mất uh, bất cứ điều gì từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim xảy ra tranh chấp trong họa hàng người thân từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng buồn vì không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Về đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 65, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi than, tuổi Dậu từ với tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận tình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này khiến cho bà tuổi Tỵ vì nóng vội mà rất dễ làm hỏng việc. Với những ý kiến của bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ cần có thời gian để được mọi người đón nhận quan tâm. Thế nên nếu như bạn cứ dục dã hối thúc mọi người thì họ sẽ không nhiệt tình ủng hộ cho bạn đâu. Và nếu như bạn muốn có được sự giúp sức của mọi người thì hãy bình tĩnh và chờ đợi thêm bạn tuổi tỵ nhé cũng may mắn là trong vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đa gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này mang lại sức sáng tạo vô biên cho bạn trong ngày hôm nay và bạn có thể cải thiện được chất lượng công việc của mình bằng những đóng góp vô cùng là tích cực của mình tuy nhiên với bạn tuổi tỵ nên tránh việc lan man bày tỏ những quan điểm cá nhân trong những lúc quan trọng như thế này Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Cái điều này mang tới cho bạn có được sự lợi thế về một khía cạnh nào đó, có thể là về tình hình tiền bạc của bạn trong thời gian này được cải thiện rõ rệt. Nhiều người tự hào khi đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá và không cần phải lo lắng gì nhiều nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tỵ cũng đang có được thiên tài trợ mệnh để cho tài lộc không ngừng đổ về nhà. Nếu ngày hôm nay có kế hoạch ký kết về hợp đồng cũng cực kỳ thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể bạn tuổi tỵ nhé. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa mở rộng mối quan hệ làm ăn với khách hàng, đối tác. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ khẳng định được vị thế của bản thân trong công việc. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy đối xử công bằng với mọi người xung quanh từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp đôi bên tin tưởng lẫn nhau về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 46 số 54 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ với tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này giúp cho bạn đang có được những phút giây hạnh phúc với một nửa của mình. Hai người tâm đầu ý hợp đến làm cho mọi người phải ghen tị cả lên, thậm chí người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng đang rất vui và tìm cách vun vén cho tình cảm này của hai bạn và bạn thứ ngoại cần phải trân trọng lấy những gì mà mình đang có nhé. Ngày này, bạn tử ngoại lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được tinh thần cao hơn trong công việc. Với bạn tử ngoại không ngừng cố gắng, nhằm mục đích vươn lên với những mục tiêu mới, bạn trở nên sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn nhờ vào sự chăm chỉ và làm việc hết mình trong suốt thời gian vừa qua và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh cái điều này hỗ trợ cho bạn giải quyết được những vấn đề khó khăn về tiền bạc bạn có được những quyết tâm trong việc thực hiện chi tiêu hàng tháng và để dành tiền tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai của mình được tốt đẹp hơn và trong ngày này với bạn tử ngọ thiên tài giúp sức sẽ giúp cho bạn sẽ gặp may mắn hơn trong các cuộc giao dịch, thương thảo, hợp đồng, kinh doanh. Hôm nay với bạn tử ngọa trở nên quyết đoán hơn và dễ có được những quyết định khôn ngoan liên quan tới tiền bạc nữa nhé. Về từ với tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, quan hệ xã hội tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy lợi nhuận ảo ạt đổ về có khả năng phát tài trong ngày hôm nay từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên coi mình là nhất xem thường mọi người xung quanh từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ sống thực bụng sẽ tốt hơn với mọi người từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nhanh chóng nắm bắt được cơ hội không nên chần chừ do dự về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 51, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mùi nếu như muốn có một ngày làm việc hiệu quả thì ít nhất bạn sẽ cần phải chống lại những cán dọ bộ vây lấy mình ngày hôm nay cái điều quan trọng chính là bạn cần phải tập trung vào những nhiệm vụ mà mình cần phải làm cần phải hoàn tất nó thay vì theo đuổi những sở thích tức thời nhé ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được ổn định cho lắm, khiến cho bạn khó có thể tập trung để giải quyết những công việc ngày hôm nay. Ngoài ra, với những rắc rối liên quan tới tiền bạc, cũng khiến cho bạn gặp nhiều muộn phiền. Với bạn tuổi mùi, cũng cần phải cố gắng để tìm cách tháo gỡ, nhưng không dễ dàng gì với bạn. Theo Hải Thượng là Ông, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh, vì vậy với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé và đặc biệt đó ngày mùng 5 tháng 11 năm Tân Sửu này ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó đạt được kết quả như ý muốn ngày này cũng là ngày sát chủ vì vậy với bạn tuổi Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, hãy thay đổi những tính xấu, thối quyên xấu của mình. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, mở rộng mối quan hệ, không nên sống khép kín. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, cần xác định rõ khả năng của mình, hãy đặt mục tiêu cao xa hơn. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng bất đồng quan điểm chỉ vì một số việc nhộn nhặt trong gia đình về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 29, số 37, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang có điểm báo trải qua một ngày vận trình không được mấy thuận lợi cho lắm và dường như với bà tuổi thân đang rơi vào một tình thế khó khăn nào đó và bạn sẽ cần mất nhiều thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân cảm thấy không có lối thoát khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tứ hình xung, dần thân, tị hợi ngăn trở. Bạn đang từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và chỉ muốn tự lực cánh sinh mà thôi. Ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này cũng khiến cho bạn dường như đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Tuy nhiên, vấn đề thực tế của ngày hôm nay sẽ kéo bạn quay trở lại gồm quay quen thuộc, đòi hỏi bạn phải đối mặt và tìm ra hướng xử lý sao cho thích hợp nhất có thể. Bạn cần phải tỉnh táo trở lại nếu như bạn muốn có một ngày in ổn với mình nhé. Và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh đang có dấu hiệu bị giảm sút rõ rệt khi thời tiết mùa đông càng ngày càng lạnh càng làm cho bạn lười biếng và không muốn duy trì việc tập thể dục thể thao. Đó là việc hết sức khó khăn cho bạn trong cái thời điểm này nữa nhé. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, hãy trò chuyện nhiều hơn về cách kiếm tiền để có thêm kiến thức mới cho mình. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, chú ý trong khi giao tiếp tránh sử dụng những từ ngữ nặng nề gây ảnh hưởng tới người khác, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tìm được những mối làm ăn có triển vọng, đem lại lợi ích về kinh tế, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này do chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh Điều ai đó nói với bạn trong ngày hôm nay có thể là một cú sốc đối với bạn, nhất là khi với bạn Tử Dậu chưa sẵn sàng để đón nhận những thông tin đó. Điều này cũng giống như là một lời cảnh tỉnh giúp cho bạn hiểu hơn về việc người khác nghĩ gì về mình đó bạn Tử Dậu nhé. Và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn Tử Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này khiến cho bạn khó hài lòng với những gì đang tiếp diễn, hoàn toàn không có kế hoạch để hướng tới sự thay đổi nếu như điều này làm cho bạn cảm thấy bối rối thì hãy nhắc nhở mình về mục tiêu riêng của mình thay vì quá bận tâm tới những người khác trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu, lại đang chịu tác động của những sao xấu như là sao thổ ôn, sao hoàng vu, sao hoàng sa, sao bạch hổ, sao sát chủ và sao quạ tố. Và ngày này theo khổng minh cũng là ngày xấu. Vì vậy với bạn tuổi dậu không nên tiến hành những công việc quan trọng hay là xuất hành đi xa hay ký kết những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay nhé. Ngày này ạ cũng là ngày mùng 5 tháng 11 năm Tân Sửu là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn, chính vì vậy với bạn tuổi Dậu không nên thực hiện những công việc quan trọng ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên giữ khoảng cách thích hợp với những người khác giới từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa bạn gặp thách thức khi truyền giải kinh nghiệm cho người khác từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ vợ chồng cần thống nhất quan điểm hạn chế sự tranh cãi từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hãy mở rộng lòng mình với mọi người đừng có quá soi mối từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên tiết kiệm chi tiêu hơn để không bị túng thiếu về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tốt thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ gặp phải nhiều trứ ngại, sẽ cạn lỗi con đường phát triển của bạn ngày hôm nay, khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn, trong việc tìm ra lối thoát cho mình hạn nhìn tín độ công việc có thể chậm lại nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn từ bỏ nó và khi bạn nỗ lực và tự tin thì mọi việc sẽ dần được tốt đẹp lên mà thôi và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc cái điều này khiến cho bạn không được khỏe cho lắm làm việc không ngừng nghỉ khiến cho bạn rơi vào tình trạng kiệt sức và ngày càng mệt mỏi lẫn thất vọng và khi những gì bạn mong muốn lại không được như ý muốn và nếu có thể bạn hãy khách quan hơn và đừng trách móc bản thân mình vì những việc quá sức nữa bạn tự tuốt nhé và ngày này với bà tuổi tuốt lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy có lẽ với bạn đang có được báo hiệu sẽ đốn tài lộc về tay. Nhất là đối với những ai đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán thì lại càng có khả năng phát tài phát lộc, lợi nhuận bùng nổ đến làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bà tuổi Tuất trong ngày hôm nay không nên tiến hành những công việc quan trọng nhá như thế là xây cất về nhà cửa hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ dễ mắc phải sai sót nên cẩn trọng hơn khi làm bất cứ việc gì từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ vợ chồng người yêu nhau không thống nhất được ý kiến từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố chấp hãy bao dung hơn với mọi người từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cẩn thận kéo lại bị kẻ gian lợi dụng chỉ vì sự cả tin từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên cố tình chia giấu những vấn đề mà bạn đang phải đối mặt và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 13 số 46 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ với tuổi hỏi thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được chỗ dựa về tinh thần từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong ngày hôm nay và bà tuổi hợi bạn cảm thấy tự tin hơn với năng lực của mình hoặc có thể là người mang lại cho bạn những lời khuyên quý giá để khai mở khả năng của bạn hiện tại và tương lai nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính ngày hôm nay. Chỉ có vấn đề là bạn có đủ năng lực để nhận diện và phát triển nó hay là không mà thôi. Nếu như bạn tuổi họ chưa có thể kiếm được tiền ngay thì bạn cũng có thể học hỏi được khá nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Điều đó là nền tảng tốt cho tương lai của bạn về sau này nhé và ngày này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có ngủ hành tương sinh cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang rất sung sức bạn đủ sáng suốt để giải quyết những vấn đề với tâm trí trong sáng để cho cuộc sống thêm phần thú vị việc tập thể dục thể thao bớt nhàm chán thì bạn mạnh cũng có thể rủ thêm bạn bè để cùng nhau tập luyện để cho tăng thêm sức khỏe cho mình nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa làm ăn thuận lợi, có quyết định khôn ngoan về tiền bạc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân nhận được nhiều sự săn đón của những người khác giới. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim công việc có những bước tiến triển khả quan. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 28, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่งเจ้ากำไล